Bao giờ cho đến tháng 3, ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng. Chuyện tưởng chừng như là đùa nhưng nó lại là thật. Bây giờ ấy, xe 9 tấn, 8 tấn nó còn rẻ rẻ hơn cả 7 tấn. Thế mới hay. Cái loại 700B thời điểm trước ấy, đời 2017 nó có chỉ rơi tầm 42, 43. Những cái con như thế này 9 tấn 3 nó cũng phải rơi vào khoảng nhô 6 lít. Thế mà bây giờ loanh quanh 4 lít 3 từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay là nó rơi đâu đó khoảng tầm 2 lít rồi. Đấy. Đây là các bác ở 88 Vĩnh Phúc đang xem chiếc xe này. Xe cộ bây giờ đó anh Lương An. Đây anh em đi xe thử về đây. Không biết hôm nay thì cô có thương có trôi em này không nữa. Được. Được, nhất trí. Nhất trí, nhất trí. Tầm hơn 7 chục, 8 chục đi đấy. Đúng rồi. Nhất trí, nhất trí. Thế cho bây giờ cho các bạn được cái giá đi. Cái giá thì lại bảo là tôi lấy chú vừa mua ra cái vừa đổi anh mua bán bò ra bậc thang cái con xe. Thì anh trả 401. Em bảo 401. Em bảo luôn rồi, 401 em không bán được. Đúng không? Em bảo nhanh nhanh nhanh. Anh thêm 415 đắp xẻ hơn 1-2 triệu cùng đời. Em tại sao mà em vẫn mua? Nhiều khi nó thế. Quan trọng bây giờ là ông bán cho anh, ông có dám đảm bảo được không? Đảm bảo vì gì? Xe không được va cho anh, máy móc zin, giấy tờ sang tên được. Có nhiều con bán nó bán trôi nổi thế kia. Em nói anh nó rẻ hơn nhiều, bọn em không dám mua. Em bản thân em là thợ đây, lắm lúc em đi mua em bảo rằng ghê răng. Cứ tận anh ấy, hay là con hôm qua anh bọn em mua nhá, em phải mua phải một con 7C nhá. Nó đấy nó bán là phải viết giấy mua bán, đăng ký tên nó, nhưng mà lại không phải xe của nó. Nó bán cho ông khác rồi, xong rồi em đi mượn về, nó lại đánh đi nó bán. Nên là đến nó bán cho em, nên xong đến chủ xe xong người ta đến người ta tìm. Mà trên tên đăng ký nó là tên của người ta, tên chính tên nó luôn. Nhưng nó đã viết giấy bán cho anh rồi. Xong rồi nó lại đi đánh thuê cho ông đấy. Nó lại đánh lên nó bán cho em. Thế anh bảo bây giờ tên trên đăng ký là ông đấy, xe là xe của nó thì anh cứ mua không? Đấy, xong nó tranh chấp nên nó phải mua bán ở ngoài thì nó rất chỉ là khó. Bọn em ở đây thì nó là cơ sở, nó uy tín. Đấy, bọn em cũng là dọn dẹp, em nói luôn là bọn em về là bọn em dọn dẹp không. Là anh về là cũng không phải làm gì nhiều. Làm theo ý của các bác thì cũng nói cái này là cái thuế rất nhiều. Thế anh về 2%. Cái này nó tính theo phần trăm giá trị của năm. Đây là cái mức thuế. Mình không thể biết hơn hay biết kém đi được. Vì anh có biết kém thì nó vẫn đánh đủ thuế mà anh mà. Đại khái là anh không về anh nộp vào mất tầm 5 triệu nữa. Đây, ra tên. Không hơn đấy. Hơn, không, con này 27, con này tổng cả rút hồ sơ cả ra tên nó rơi tầm 15 triệu quay đầu. Rút hồ sơ mình rút thế trừ tiền hồ sơ đi. Đấy đang nói tổng thể. Trước rút con như này. Đấy là anh tự đi làm. Đấy còn đâu qua dịch vụ. Còn không qua dịch vụ, đấy là em rút thẳng ra về tên anh rồi. Đấy em rút thẳng về không phải nối qua kèo nữa. Không thông tên anh. Đấy anh em cứ nói thế. Đấy là thuế 9 tấn 3. Anh chỉ hỏi thuế thôi. Anh tự nộp, mình cứ nộp đâu. Ừ đấy. Anh tự em tự làm mà. Cọc giá cho anh, cho lên anh tự lo. Đấy thì em cứ nói luôn như thế. Anh em mình rất sát cho em, không phải là đọc cái loại áp hủng xỉ để vớt cho anh 1 triệu xong lại 2 triệu vô xe to, em không thế đâu. Em nói luôn đọc luôn. Chỗ đề, chỗ đề, đề ngoài. Đúng rồi, anh em đi với nhau. Anh em đi với nhau thì cũng chỉ cần một người nói chuyện thôi. Thống nhất là được, cơ bản là thống nhất là được. Chứ không phải bảo là ý tôi, ý chú hay là còn phải để tôi nói. Thành ra nó ấy quá. Đấy thì em bảo luôn thế cho anh thêm 13 triệu nữa. Anh em mình, anh em bảo được nó dễ. Giá là 45. Vâng. Em bảo đấy, cái giá đấy thì anh sẽ gửi chú 3 tháng trước. Để anh mang xe về. Ok, gửi thì ok, em làm có gì đâu cho anh. Nhưng mà cái giá xe ấy thì em bảo như này này anh. Đây anh tạo này, đây là phương. Anh Quang, em đang nói chuyện bằng giá anh Quang, phải không? Anh bảo anh Quang như này này. Thực ra thì một con xe bọn em mua ở đây là lãi đương nhiên là nó phải có. Nó không có lãi thì bọn em không tồn tại được. Đấy, nhưng mà lãi này mức độ nó như thế nào? Đấy, thế còn ví dụ như cái con này thôi, bọn em ít nhiều thì em không nói. Cũng là bớt được các bác. Thì em bảo quang bác thêm cho em một tí nữa. Để bọn em lấy cái công cán anh em đi rút hồ sơ. Đấy, nói ra là cách đấy thì công chủ em nói luôn là như thế. Anh không phải đấy, tại vì đi rút hồ sơ này nói luôn với anh là em phải bỏ người bỏ của ra đi, chứ cũng không phải là bây giờ chẳng nghe bán cho các bác để bảo đây em bàn giao nó thích rút đi nào nó rút để nó không hay, và bọn em mua được có nguồn gốc thì bọn em rút nó dễ. Đấy thì em cũng nói luôn như thế để các bác nắm được. Đấy bảo nhiều nhận không nói, nhưng mà cái giá thì anh em mình cũng không cần đến chung kết rồi, khoảng cách thì cách nhau 3 triệu nữa thôi. Đấy thì bác tên với em để
bọn em rút hồ sơ cho con rẻ. Thế là không bớt cho các bác là tương đối nhiều hơn 20 triệu. Tầm gần 20 triệu rồi. 418 có cái hồ sơ. Vâng, 418 triệu cho hồ sơ về các bác. Đấy, anh cảm ơn Thảo. Đấy, em trả giá đấy, cũng nói gì đấy. Đấy, chị rồi. Đấy, thì cho em một cái căn cước đấy. Anh ạ, đang chờ tiền. Đấy, anh cho em một cái căn cước em làm giấy tờ đấy. Anh có bao nhiêu em chuyển trước đi, xong rồi các anh yên cơm. Em dẫn anh yên cơm. Dẫn xuống như kia bắt cơm, xong lúc nào có tiền bác chuyển nốt về. Bác lấy xe về. Anh lấy xe về luôn thì. Em đem coi. Anh lấy xe về luôn, còn em cái trách nhiệm rút hồ sơ. Đấy, nhưng mà em nói luôn là cái này thì em cũng phải bảo luôn là hồ sơ thì có thể là 2 ngày nó có, nhưng có thể là nó 1 tuần. Đấy, nên là em bảo trước về này, em hồ sơ ấy cũng làm nào trong phạm vi, cũng đừng để nó dài quá. À không, cái bình thường nó rơi tầm 10 15 ngày. Cái này thì cái này em bảo như này nhá, cái này em bảo như này nhá. Tất cả cái giấy tờ hồ sơ của cái bọn xe mấy con xe này ấy, trong cái vòng của em có 5 con này, tất cả nó nằm ở dưới công an. Nó ở dưới hết rồi. Đấy chỉ cần xuống là một xuống thôi. Đấy là em nói ra đấy nhá, cái giấy tờ rồi. Chúng ta nhìn một cái gương. Vâng, cái này đôi cản gương. Cái gương thì em thay gương xe thì em có thể em thay cho anh. Đấy, cái gương thì em thay cho anh, em lấy ra xử lý cái ống hơi cho anh. Đấy, vâng. Ok, anh bây giờ anh chuyển trước bao nhiêu?